Hai, xin chào chị và các bạn. Hôm nay em mới về thêm hai chiếc điện thoại Nokia 3208C, màu trắng và màu đen. Đó. Hai cái này là zin Nokia chuẩn luôn nha anh chị. Nhưng mà ngày xưa nó thiết kế cho thị trường Trung Quốc á, nó không có thiết kế cho thị trường nước nào hết á. Cho nên nó chỉ bên Trung Quốc người ta xài thôi. Nhưng mà đặc biệt là của Nokia chuẩn nha, chứ không phải là hàng của giảm giảm nha anh chị. Bao 100%. À. Con này nó chỉ có tiếng Anh với tiếng Việt thôi nha. Xài rất là độc. Đây em mở anh chị xem. Hai cây. Trắng và đen. Đó. Một cây trắng. Nên thiết kế nó có bút cảm ứng luôn. Đó thấy không? Chuẩn của Nokia đàng hoàng. Một cây đen. Đó. Rồi. Để bên đây. Bên trong thì nó cũng có pin zin thôi, pin 5C. Pin này dễ mua. Thấy không? Pin này pin zin nha anh chị, pin 3 gân nè. Xài cũng 2 3 ngày á. Đó luôn. Đó, bên trong nó có gồm có nè. Tai nghe. Cáp USB, tai nghe, đó, hàng tai nghe zin của Nokia, nó tặng kèm hàng út nữa, đó, trong hộp nó có hai một máy còn một bút, thấy không? Tặng như vậy khi nào rớt hư á, mình thay bút mới, thấy không? Rồi bên trong thì có sạc. Cục sạc thôi. Cũng như những máy em quay khác á, nói vậy thôi. Về xài. Nó làm chui nhỏ dễ xài. Đó. Quảng cáo sách vở rồi. Rồi ok. Anh đi tắt cho sơ dùng thêm nha. Rồi bắt đầu bây giờ em sẽ bỏ máy mới vô. Đây. Hàng này là hàng full hợp và chắc chắn trùng email nha anh chị. Em khỏi cần kiểm tra email. Cái này quay cận cảnh cho chị xem. Đó. Rất là đẹp. Vỏ là 100% không một ít thở nha chị. Mới tin nha. Tăng giảm lượng. Hãy nhớ. Đó, hãy nhớ zin nằm trọng luôn. Nó có hãy nhớ sẵn. 1GB. Đó, 1GB. Rồi, ok. Mở ra. Thấy không? Bỏ sim vô. Bỏ pin vô. Đóng nắp lại, đẩy lên. Đó, mở nguồn ở đây. Rồi. Pin hơi yếu. Đó, nghe cái chuông là biết hàng xịn rồi, khỏi có lỗi gì nha anh chị. Đó, giờ thử cái này luôn. Rồi, pin yếu quá rồi. Rồi, pin yếu quá anh chị, để em thay pin cái máy qua cái đèn dễ coi. Đó, thay cái đèn dễ cho dễ hình dung. Trời yếu nữa, chết chán quá vậy. Rồi, đó, đơn giản thôi. Thấy không? Sống mạnh lắm nha anh chị, khỏi lo. Cái máy này á, nó thiết kế á, là mình xài bình thường. Mình xài bình thường như những máy phím bấm khác thôi, không cần cái gì đó. Nhưng mà nó hơi làm màu cái là gì. Thí dụ bây giờ thay vì mình vô tin nhắn đi. Đó, tin nhắn mình viết nhắn, nó cái chế độ đầu tiên là viết thoải mái đúng không? Giờ đang ở đâu nè, đang ở đâu đúng không? Đó, ví dụ bấm vậy, mình không thích thì mình chơi gì, viết nó vậy thôi, giống như vậy đó. Mà cái Nokia làm màu vậy đó. Đó bây giờ em thử vô cái viết nè, viết nhắn ở đây đây nè, ở trên bằng mình bấm phím, ở dưới mình xài bút đây.
đó, thấy không? Vinh mở tới ai bấm thử nè, đó vừa vuốt viết ra rồi đó, bây giờ thử nè, đó thấy chưa, nó kêu bây giờ là chùm đi. Ý, nó hơi cực, em thấy nó thiệt á, nó phiền quá, nhưng mà nó thiết kế vui thôi nha anh chị, mình cứ bấm chơi vui thôi. Bây giờ ví dụ là bây giờ ghi bảo đi, B đó thấy chưa, C thấy không, đó em, E đó, A đó, H đó, nó thiết kế là vậy đó. Bây giờ mình xóa thấy không, giờ ghi T đó, chùm mấy cổ nè rồi. Em nói thật sự thì cái viết nó thiết kế vui thôi chứ ai mà xài chỗ này, mình thoát ra đi, mình xài bình thường thôi, thấy không? Đó, đơn giản vậy thôi. 900 gọi thử. Loa trong bước lớn. Đó, bây giờ em thử chuông nghe nhạc. Pin yếu rồi. Mấy máy mới chưa sạc pin gì. Không? Vô rồi nó có gì nữa không? Nó cái đài ra vô luôn. Đó. Tai nghe có sẵn. Anh chỉ cứ bỏ vô xài thôi. Thấy không? Đó. Nó đang tìm mạng. Đó, đơn giản thôi nha anh chị. Đây kiểm tra đề máy sao thăng 0000 3208C hàng mới dầm dầm, một cặp trắng đen liên nét cái này đó, anh chị nào mua cứ ba alo bên em nha. Rồi ok, nghe gọi thẻ nhớ đầy đủ, nghe nhạc đó, nghe đẹp em, full chức năng. Rồi, ok anh chị.